quý vị và các bạn, làng nghề truyền thống là một bộ phận của nền văn hóa phi vật thể có vai trò quan trọng, thể hiện sự sáng tạo của hoạt động văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, các làng nghề truyền thống của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ sụt giảm về quy mô hoạt động và chức năng. Do vậy thì định hướng cho làng nghề truyền thống để hội nhập là hết sức cần thiết. Đến nay, cả nước có khoảng 5.096 làng nghề và làng có nghề. Số làng nghề truyền thống được công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay của chính phủ là 1.748, thu hút khoảng 10 triệu lao động, trong đó có nhiều làng nghề tồn tại từ 500 đến 1.000 năm. Việt Nam hiện được mệnh danh là đất nước của làng nghề. Tuy nhiên, các làng nghề của Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn yếu kém như chất lượng mẫu mã sản phẩm còn thấp, thị trường hạn hẹp, đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề chưa được quan tâm và bồi dưỡng, phát huy đúng mức. Tình trạng ô nhiễm tại làng nghề còn nghiêm trọng, nhiều làng nghề vẫn còn phải sống chung với ô nhiễm, chịu nhiều bệnh tật, tuổi thọ giảm sút. Đặc biệt, việc liên kết giữa các cơ sở, giữa các làng nghề còn rất nhiều hạn chế. Có thể làng này làm được cái này, làng kia làm được cái kia, nhưng mà cái liên kết với nhau để trở thành một cái khối ấy, thì là hơi yếu. Tức là thực ra mà nói, nó là cái tầm phát triển kinh tế của mình chưa quen làm cái chuyện đấy, chứ không phải là không làm được. Nhưng mà rõ ràng là để làm được như thế nào, tôi cho là một việc tương đối khó. Cái việc mà anh đưa ra là việc tương đối khó để mà mở rộng cái sản xuất bằng cái hình thức là liên kết. Nguyên nhân là do mô hình sản xuất kinh doanh của các làng nghề còn đơn lẻ, manh mún, chủ yếu hoạt động theo hình thức cá nhân, hộ gia đình nên khó tiếp cận được nguồn vốn vay, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật kém dẫn tới ô nhiễm môi trường. Thực chất ra là cái này là chúng tôi cái môi trường nuôi rắn thì nó tất nhiên là hiện nay nó rất ô nhiễm. Thì người ta sống là nó nuôi rắn thì có khi nuôi rắn trong nhà. Cũng vào trong ấy, nhưng mà mồi ăn mồi rồi là các loại phân thải là nó rất ô nhiễm. Thế nhưng thực chất là hiện nay chúng tôi đã được tỉnh phê duyệt rồi. Thế nhưng mà hiện nay còn cái việc liên quan đến cái vấn đề cơ chế để giải phóng mặt bằng, rồi cơ chế cho cái ấy thì nó cũng đang gặp cái khó khăn. Nhưng mà để tập hợp được, để hình thành được thì cũng cần sự hỗ trợ thêm, nó thực tế hơn. Thì thứ nhất về các tiến áp dụng các cái tiến độ học kỹ thuật, thế rồi trong cái đào tạo nghề, thế mà cũng như hỗ trợ kinh phí các địa phương. Và nhất là vấn đề môi trường nó nổi cộm và nhiều làng nghề. Theo các chuyên gia trong ngành, để lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa làng nghề cần xem xét mở rộng chức năng văn hóa du lịch của các dân tộc Việt Nam tại các khu triển lãm, bảo tàng, nhà văn hóa hoặc cần trợ giúp một số kinh phí để tập trung trưng bày sản phẩm, xây dựng bảo tàng làng nghề. Cần có chính sách khuyến khích các làng nghề đưa hàng về các vùng nông thôn, miền núi, mở rộng thị trường nội địa, thường xuyên đầu tư hiện đại hóa công nghệ, cải tiến đổi mới phương pháp sản xuất, trau dồi tay nghề cho người lao động, tập trung xử lý trước mắt các cơ sở ô nhiễm nặng tại những vùng rộng, những dòng sông liên quan đến nhiều địa phương, đẩy mạnh du lịch làng nghề v.v. Các bộ ngành và mặt trận, hiệp hội làng nghề, liên minh hợp tác xã chọn một số địa phương hỗ trợ xây dựng hợp tác xã đầu tiên của làng nghề theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, và từ đó qua một thời gian hoạt động, nếu có sức thuyết phục sẽ làm cái ví dụ để phát triển thêm. Thế thì riêng ở giác độ Bộ Công Thương ấy, thì chúng tôi có mấy việc đã và tiếp tục sẽ phải làm. Một là nâng cao hơn cái hiệu quả của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Trong đó thì có cái việc mà tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề được tham gia vào các cái hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm của mình. Cái thứ hai là giúp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho những cá nhân mà đang hoạt động tại các làng nghề của Việt Nam. Phát triển làng nghề không chỉ ở việc tạo ra việc làm, những giá trị kinh tế, mà hơn nữa là sản phẩm làng nghề còn gắn liền với giá trị của người Việt từ văn hóa, tâm linh, sản xuất, nhà ở đến văn hóa nghệ thuật. Việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giảm thiểu các thủ tục, tăng cường cho vay tín chấp, giảm lãi suất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ là những việc làm cần thiết hiện nay trong việc gìn giữ bản sắc và giá trị văn hóa, cũng như nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề Việt Nam.